Realme GTNL. Cái sản phẩm này thì anh em nào chuyên chơi game nó rất là quen thuộc rồi, bởi vì là nó là một trong những gaming phone giá rất là rẻ đến từ thương hiệu Realme, một trong những hiệu con của thương hiệu Oppo. Cấu hình của sản phẩm rất là cao nhá. Cấu hình của nó thì tương tự như chiếc Redmi K40 Gaming ấy. Đó. Và cái khác của K40 Gaming là nó rẻ hơn. Nó rẻ hơn K40 Gaming nhưng mà nó không có hai cái phím phụ để chơi game. Nhưng mà cũng xứng đáng là sở hữu, đúng không? Bởi vì hiện tại bây giờ giá của sản phẩm này đâu có hơn 6 triệu rồi. Có 6 triệu anh em ạ. Bây giờ mình đang nói ở cái tháng 6 của năm 2021, còn sau đấy thì chắc nó sẽ rẻ hơn. Chi tiết anh em vào website mbn.vn để cập nhật nhé, hoặc là điện thoại trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0888888641 để xem chi tiết là cái sản phẩm này hiện tại lúc đấy là bao tiền. Đó. Thì sản phẩm này thì rất là nhiều review và giới thiệu rồi. Thì ngày hôm nay cũng như lần trước mình làm thôi. Mình bán sản phẩm này online rất là nhiều. Bán ship cho các tỉnh rất là nhiều thì nó cũng dễ thôi. Sản phẩm này nó hơn K40 Gaming một cái là có tiếng Việt sẵn rồi. Nó sẵn tiếng Việt rồi, nhưng mà nó cũng là một trong những sản phẩm đến từ nội địa Trung Quốc. Bán ra tại thị trường Trung Quốc thì anh em được biết đấy. Nội địa Trung Quốc, chính phủ Trung Quốc thì người ta không cho anh em dùng Google. Không cho mọi người dùng Google luôn. YouTube này, Google Play các thứ này không có, mà nó phát triển một cái chợ riêng. Mà cái chợ đấy là toàn ứng dụng Trung Quốc thôi, ai có, anh em đâu có thích đâu. Mọi người đâu thích đâu, về đến Việt Nam thì phải Google đúng không? Thì mình sẽ mở hộp nhanh và hướng dẫn mọi người cách cài Google sản phẩm này. Cài thì nó dễ thôi, nhưng mà rất là nhiều bạn không cài được. Mua ở bên mình ấy và yêu cầu mình cài thì mình làm một cái video mình gửi cho các bạn xem, các bạn cài theo luôn. Nó cũng đơn giản thôi, các bạn cùng xem nhá. Đó, thì đầu tiên giới thiệu qua về máy đã nhỉ, chứ không thì cứ thế là bóc. Đây thì bên mình thì đa phần là bán những cái hàng nguyên siêu như này. Cái hộp nó rất là to và dài nhá, hộp vô cùng là to và dài thôi. Mình có ghi cái màu đây là màu đa sắc. Đó, thì cái thương hiệu Realme này ấy, thì anh em được biết cách đây mấy năm thì nó là được thành lập và là công ty con của Oppo và bán với những sản phẩm giá rẻ, nói chung là cơ bản thôi, như Redmi của Xiaomi ấy, gần như là học theo Redmi của Xiaomi. Rất là nhiều người lầm tưởng Redmi Realme này là thuộc Xiaomi nhưng không phải đâu, đây là công ty của Oppo thôi. Cấu hình thì nó cũng khá là cao, máy thì cũng khá là bền, mình bán thì cũng ok hết đấy. Đó, thì đây là một sản phẩm có dung lượng RAM là 8GB, bộ trong 128, mình bán chỉ hơn 6 triệu thôi. Ngoài ra có một phiên bản nữa là 6GB 128, phiên bản 12GB RAM giống như Redmi K40 Gaming thì bên mình không còn. Tính ra thì nó rẻ hơn Redmi K40 Gaming phiên bản 12GB RAM tầm phải khoảng 3 triệu đấy. À, phải 2 triệu. Rẻ hơn K40 Gaming bản RAM 12GB là 2 triệu, còn rẻ hơn K40 Gaming bản 8GB ấy thì nó rơi vào khoảng 1,5 triệu. Đó. Thì nó rẻ hơn một chút. Đấy nha, thì cái hộp nó dài thế này. Nó có nó khá đơn giản thôi. Ở dưới này thì nó ghi thông tin email và dung lượng cũng như là xem là có năm sản xuất không? À có, năm sản xuất này, năm 2020. Đó, sản phẩm ra trước K40 Gaming, số email ở đây. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp siêu sản phẩm nhá. Đây, siêu của sản phẩm này thì nó sẽ nguyên siêu sẽ như này, nó rất đơn giản là siêu ni lông như những sản phẩm của Xiaomi thôi. Đó, có một cái đường thẳng ở đây là siêu xịn này, đường thẳng ở đây chứ người ta đóng lại người ta khó đóng được những cái đường thẳng như này lắm, chỉ có cao tay thôi. Bây giờ mình sẽ mở siêu nhá. Đó, nguyên siêu nó phải như thế nhá. Anh em mua hàng online thì mình sẽ gửi nguyên siêu và anh em xem clip này của mình để em cài thôi. Nó đơn giản là tiếng Việt nó có sẵn thôi. Cái thích của cái sản phẩm Realme là như vậy, còn Xiaomi thì lại không có cài tiếng Việt sẵn. Cái Xiaomi mà cài tiếng Việt sẵn thì ngon quá, đúng không anh em? Con K40 Gaming đến thời điểm hiện tại vẫn chưa tiếng Việt, mặc dù đã cài Google cách đây 2 tuần rồi nhưng tiếng Việt vẫn chưa cài được, bởi vì nó chưa có bán bản quốc tế ra. Đấy, khi nào nó bán con Redmi GT Poco, à không phải con Redmi mà con Poco F3 GT ấy, đó thì là sẽ chơi được, sẽ cài được tiếng Việt. Poco F3 GT là phiên bản quốc tế của phiên bản K40 Gaming, còn GT Neo này là một phản phiên bản hỗ trợ chơi game của Realme. À. Đấy, nó là cái gì cả. Đây, bên trong này thì nó chắc là có một cái ốp lưng kìa, không có không. À. Nói thật với anh em là mình bán tương đối nhiều trong này không có gì cả. Rồi, nhưng mà đa phần là bóc hộp cho khách và khách sử dụng luôn thôi, mình chả để ý đâu. Đúng rồi, có một cái ốp lưng ở đây này. Đó, một cái ốp lưng dạng gọi là silicone bao cao su trong suốt, nhưng mà nó có thêm tí màu đen để cho bị đỡ bị ám màu. Đó. Đây, dây sạc của sản phẩm này. Dây sạc thì nó cũng tương tự như trước Realme khác thôi, to một chút và màu trắng, trông rất giống dây sạc của Xiaomi nhé. Đó, rất giống luôn. À, còn đây là máy nha. Đó, ngay từ hình ảnh đã nhìn thấy là sẽ có vân tay trên hình và cầm rất là nhỏ gọn, nhỏ hơn cả K40 Gaming một chút xíu. Đó, thiết kế của nó thì rất là đơn giản và cơ bản thôi. À, nhìn qua thiết kế này. Đó, màu đa sắc nha. Bên trong này sẽ có một củ sạc đặc biệt là củ sạc. Củ sạc rất là to. Đó. Với công nghệ sạc nhanh của Oppo và Realme, củ sạc này có mắc là 6.5A.
Đó, còn bao nhiêu watt thì mình không nhìn thấy thông tin ở đây. Đó, là một sạc nhanh nhé. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đó, phụ kiện chẳng có gì cả. Có ốp lưng là dây sạc rồi cả củ sạc với cả máy thôi. Đó, đơn giản như vậy thôi, còn đây là máy nhá. Đây, bây giờ mình sẽ mở siêu của cái máy này. Đó. Cái lưu ý của sản phẩm nội địa mà khi anh em đi mua máy ấy, thì anh em được biết là Trung Quốc khi nào mà nó có phải có cái tem này bán ra thì nó là chuẩn nhá, bởi vì là đây là cái tem của tem viễn thông của Trung Quốc ấy. Tất cả sản phẩm điện thoại di động sử dụng được SIM bán ra tại Trung Quốc thì bắt buộc là phải dán cái tem viễn thông này. Cái này là cái điều bắt buộc các điện thoại được cung cấp. Sản phẩm này thì có màu là gọi là màu đa sắc, nó thiết kế rất là đẹp ở đây, cơ bản nhưng khá là đẹp và tinh tế nhé. Thì ở trên này cũng giống như sản phẩm Realme khác thôi, nhiều con Realme thì nó có cái chữ Realme rất là to, nhưng ở đây nó nhỏ nhỏ ở đây thôi, ở cái phần được đánh bóng này. Đó, hai bên sần, hai bên là sần. Đó, sần hơn một chút xíu thôi, còn dưới này là chân nhẵn này. Đó, về đánh giá chi tiết sản phẩm này anh lên tìm video ở trên YouTube nhé, các bạn đánh giá rất là nhiều rồi, mình chỉ hướng dẫn anh cách cài Google thôi. Đó, khi nhận được máy thì các em bật lên này. À, bật lên nhá. Đó. Đây, nút nguồn và hai phím volume đây. Sản phẩm này nó không bằng con Redmi K40 Gaming, ở một cái là K40 Gaming thiết kế rất là hầm hố, cảm giác rất là game thủ, và nó có thêm hai cái phím để chúng ta có thể chơi được những game bắn súng ở trên này. Đó, còn sản phẩm này thì nó mặc định là nó đã có tiếng Việt rồi. Riêng những cái sản phẩm của Realme ấy, kể cả sách tay Trung Quốc, thị trường nội địa Trung Quốc về Việt Nam là mặc định sẽ có sẵn tiếng Việt rồi, và rất nhiều ngôn ngữ khác, nhưng không như Xiaomi. Xiaomi thì khi chúng ta bóc ra chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung rồi, đúng không? Nhưng mà ở đây thì tất nhiên là đầu tiên vẫn là tiếng Trung, bởi vì đây là nội địa Trung Quốc mà. Sau đó là có tiếng Anh rồi tiếng Nhật rồi tiếng Pháp, Indonesia, rồi cả tiếng Việt nữa, tất nhiên là tiếng Việt nữa, đúng không? Đó, thì bây giờ là chúng ta chỉ cần vào bên trong và chúng ta cài Google thôi. Khi mà chúng ta bóc hộp con Realme GT Neo này là như vậy, chứ chúng ta không cần phải làm xin quyền hay là cài tiếng Việt giống như gọi là Xiaomi. Đó, cái điều lợi thế khi mua Realme là như vậy. Còn tất nhiên là cái phần mềm, tất nhiên nhưng cái bảo mật của cái Realme này không bằng bằng Xiaomi được, đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta kích hoạt đơn giản bình thường thôi, kết nối wifi nhá. Nó khỏi wifi bên mình ấy là 170 lệch chay. Đó, đây là địa chỉ. Đó, anh em nhớ nhá, 170 lệch chay. À, đã kết nối xong, vào tiếp theo. Kích hoạt rất là nhanh thôi, sản phẩm này kích hoạt rất là nhanh. Đó, chào mừng Realme UI bắt đầu. Đó, các em tìm hiểu xong, sử dụng ngay này. Đó, thì giao diện chính của nó đây. Giao diện chính của nó thì cũng khá đơn giản và cơ bản thôi, nhưng trước Realme khác. Đây, thì anh em có thể thấy nhá, các bạn thấy nhá, trên máy này hoàn toàn không có ứng dụng gì của Google luôn, mà chỉ toàn là ứng dụng của Trung Quốc thôi, bởi vì đây là nội địa Trung Quốc mà. Cái điều đặc biệt là tiếng Việt thôi, chứ còn hoàn toàn không có, đúng không? Đây nhá, đây là cái chợ của cái hãng, à, chợ của cái hãng phát hành này. Đấy, chợ trên chợ này toàn tiếng Trung thôi, chúng ta đâu có thể download được cái gì đâu, hoặc đâu có thể mua được cái gì ở trên này đâu, đúng không? Đó, và trong này toàn tiếng Trung đây. Này, cái cơ bản nhất là chúng ta xóa cái này đi. Cái này có một số cái mà chúng ta không hề muốn xem. Đó, đây, xóa được ứng dụng đơn giản thôi. Đó, xóa ứng dụng, xóa hết ứng dụng Trung Quốc thì rất là đơn giản. Nhưng cách cài Google như nào rất là nhiều anh em không biết. Thực ra nó cũng không khó đâu, anh em chỉ làm mất khoảng 5 phút thôi nhé. Bây giờ anh em cùng chú ý mình làm này. Đầu tiên ấy là tất nhiên là phải có mạng đã, có thể là 4G hoặc Wi-Fi tùy, nhưng là phải có mạng. Đó, anh em vào cho mình cái trình duyệt là của nó nhé. Thì bao giờ cái trình duyệt nó như này, nó có hình giống kiểu quả cầu này. Đó, màu xanh xanh này. Anh em vào cái trình duyệt này nhá. Đó, anh em cứ nó hỏi cái gì thì bỏ qua đi, cứ đồng ý đi. Ok. Bây giờ anh em vào cho mình cái trang web cơ bản, cái trang web rất là nổi tiếng. Đó là cái trang web google.com. Đó, để cho anh em tìm kiếm, bởi vì mặc định là nó không Google, đúng không? Google.com nhá. Cái này. Đó, sau đó anh em ấn vào Google, anh em tìm cái này cho mình. Thì anh em muốn gõ gì thì gõ, nhưng mà cứ gõ như mình được. Đó là chplay.apk. À, cứ tìm trên Google thôi. Đó, xong vào cái trang tin tưởng của mình để đăng. Đó, thì ở trên này, trên cùng nó có cái trang là trang apk pui. Đó, cái đường tải về của nó thể ở đây. Anh có thể chọn này để tải về hoặc chọn đây được. Chọn luôn đây để tải về luôn. Cái pui là một cái chợ ứng dụng cũng giống như Google Play ấy, nhưng mà là chợ đen. Cũng nhiều cái ứng dụng hay phết, có thể dùng được. Đó, sau đó hiện thị lên như này nhá, thì ấn tải về này. Nó ấn tải về. À, cùng theo dõi tải về này. Đó. Đó, rất là nhanh thôi, có 22MB thôi. Có 22MB thôi nhá. Sau khi tải về xong thì nó sẽ hỏi là có cài đặt hay không, thì cho phép là cài đặt nhá, cho phép này. Đó, cho phép như này, ấn vào cài đặt nhá. Cài đặt nhanh thôi. Tí xong rồi mà. Đó, xong rồi nhá, ấn mở ứng dụng luôn. Đó. Thế là đã có Google Play rồi, đúng không? Mà có Google Play rồi thì chúng ta có thể cài rất nhiều thứ khác. Đó, thì bây giờ mình sẽ đăng nhập tài khoản Google mình vào đây nhá.
Đó, mình đã nhập xong rồi đấy. Chấp nhận này. Đó, thế là vào Google Play mà việc đầu tiên thì chúng ta tải ứng dụng mà chúng ta thích rồi. À, cái bàn phím này bàn phím Trung Quốc không thích lắm đúng không? Tải cái la bàn kia về dùng rất là hay. Ngõ dạng Tech-Lex có tiếng Việt đầy đủ và các ngôn ngữ khác. Đó. À, thì bây giờ là chúng ta có dùng TikTok không nhỉ? Có dùng đúng không? Chúng ta về à, cơ bản nhất nhá, những cái ứng dụng của Google này. Trung Quốc nó không cho thì bây giờ mình sẽ cài đúng không? Đó, trong đó là mình sẽ cài cái tìm kiếm này không cần cài được. Google dịch nếu mình cần. Chrome tất nhiên là thay trình duyệt của Trung Quốc đi. Đó, quan trọng nhất là bản đồ này không bị đường lưỡi bò này. Họ bảo Trung Quốc có láo lắm, nó để mẹ bản đồ đường lưỡi bò trên điện thoại để chúng ta phải xóa đi ngay luôn đúng không? Và cái chúng ta dùng nhiều nhất hay dùng nhất đó là YouTube. Đó, thì mới xem được cái clip này của mình đúng không? À, cái này mình vào nhầm mất trong sách rồi, ấn vào ứng dụng này, YouTube này. À, cài YouTube vào. Đó, Zalo cũng dùng đúng không? Cài vào. Tất nhiên là Facebook không thể thiếu được, cài vào. Đó, ấn vào cài thôi là rất là dễ. Đó. Là nghe nhạc Zingo 3 này, cài vào. Đó. Bây giờ bắt đầu về nhá, dùng cái la bàn kia bật lên để cài được, để gõ tiếng Việt này, ấn vào sử dụng này. Bật cái la bàn kia này, đấy, cái bàn phím của Trung Quốc này, bỏ qua, không dùng nữa. Đó, bỏ qua bàn phím Trung Quốc không dùng nữa. Đó, thế là dùng la bàn kia rồi nhá. Đó đây này, đó, bàn phím rất là hay, tiếng Việt nhá. Đó, 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 tiếng Việt này, gõ thử tiếng Việt cho anh em xem nhé. Đó, anh em thấy không? Đó, có cái làm bằng kia thì gõ tiếng Việt được rồi. Đó, bây giờ nhìn ứng dụng của Trung Quốc ngứa mắt quá, xóa đi nhá. À, cái này thì không xóa được, cứ giấu nó vào trong cái này. Đây, cái này dạng xóa được này, xóa đi. Đó, mấy cái này xóa đi, Weibo này. Đó, không biết là cái gì xóa đi, là cái Uku này giống YouTube của Trung Quốc này. Nhưng mà của Trung Quốc, đó, xóa đi. Xóa đi. Để gỡ hết đấy. Không để cho nó xuất hiện một tí nào. Đó. Xóa hết đấy. Xóa đấy. À, nhiều dụng của Trung Quốc quá, xóa hết đi. Baidu, bài điện này Google dịch của Trung Quốc đây. Đó, và Baidu dịch. Đó, gỡ hết đi. À, gỡ hết này. Đó, cái gì gỡ được là gỡ hết. Cái gì không gỡ được thì giấu đi. Anh em nhá. Đó, cái này không gỡ được. Tiếc một cái không gỡ được. Cái chợ có chữ Trung Quốc nhưng không gỡ được. Họ còn lại là chúng ta sẽ cài hoàn toàn ứng dụng mà chúng ta thích vào đây. Cái Realme rất đơn giản như vậy thôi. Nhưng anh em lưu ý một điều nhé. Nếu mà chẳng may anh nghe format lại máy ấy, thì anh em lại phải cài lại Google hoàn toàn. Như cái bước mình vừa hướng dẫn ấy, bởi vì khi format về trạng thái nhà sản xuất ấy thì nó lại giống cái trạng thái mà lúc anh em bóc hộp ra. Đúng không? Anh em phải cài Google. Đó, đơn giản như vậy thôi. Mua những chiếc Realme này ấy, thì được. Đặc biệt là anh em không phải chờ cài tiếng Việt hay là không phải cài tiếng Việt gì cả, mà sắp tiếng Việt luôn, chúng ta chỉ cần cài Google thôi. Rất là dễ dàng đúng không? Đó, và tất nhiên rồi, mua sản phẩm này cũng rất là dễ. Anh em muốn đặt hàng sản phẩm này ấy, thì anh em vào website là mm.vn nhá. Đó, giá sẽ cập nhật theo thời gian ở trên đó. Hoặc là anh em có thể comment vào dưới video này với tên và số điện thoại anh em. Bên mình sẽ gọi điện cho anh em và hướng dẫn anh em đặt hàng. Hoặc là anh em có thể vào chat Facebook bên mình là mm.vn luôn. Đó, thì để đặt hàng trên đấy cũng được. Bên mình thì có hỗ trợ ship CD sản phẩm này trên toàn quốc, nhận hàng em phải thanh toán. Bóc siêu tự tay bóc siêu luôn và cài Google Play giống như mình hướng dẫn. Đúng không? Còn nếu anh em muốn mua trực tiếp ấy, thì anh em qua shop mình ấy, hiện tại có một cơ sở tại 170 Lạch Tray, Hải Phòng thôi nhá. Đó, qua trực tiếp vào đấy để xem hàng và cũng như để trải nghiệm dịch vụ bên mình trực tiếp hơn. Bên mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp tại cửa hàng cho anh em. Về chế độ bảo hành thì bên mình có hỗ trợ tại mua trực tiếp tại shop anh em nào gần là 1-1-30 ngày. Và anh em nào xa hỗ trợ 1-1 trong vòng 45 ngày. Ngoài ra còn bảo hành phần cứng lên đến 12 tháng. Bảo hành phần cứng là 12 tháng em không phải mua thêm. Bảo hành tất cả nguồn mình và tất cả thứ không phải mua thêm. Lỗi thì mình sẽ bảo hành tương tự như hát. Đó. Thì clip này thì mình chỉ hướng dẫn bóc hộp nhanh và cài Google như vậy thôi. Anh em nào thấy hay thì cho mình một like, chia sẻ mình cùng xem và nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn anh em xem clip, chào và hẹn gặp lại.